Vâng, trái ngược với tình trạng trên ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, thời gian qua xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động lại có cách để phát huy sức mạnh hệ thống chính trị cơ sở cho công tác quản lý đất đai và được đánh giá là một trong những điểm sáng trong thực hiện kế hoạch 93A ở huyện Kim Động. Năm 2015, gia đình ông Dương Công Hiếu ở thôn Dưỡng Phú được chấp thuận chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Sau một thời gian đi vào hoạt động, đến năm 2016, ông Hiếu xây dựng thêm gần 300 m2 chuồng trại trái quy định nhằm phát triển chăn nuôi. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ủy ban nhân dân xã Chính Nghĩa đã quyết liệt vào cuộc, đồng thời tuyên truyền vận động để ông Hiếu tự giác chấp hành tháo dỡ vi phạm. Các đồng chí lãnh đạo của xã xuống vận động tuyên truyền tích cực, nên tôi cũng đồng ý là tự tháo dỡ. Giai đoạn từ 2016 cho đến 2018 trên địa bàn thôn Dưỡng Phú thì có 9 trường hợp là cũng có vi phạm, thì trong đó có 6 trường hợp là vi phạm trên đất 03 và 3 trường hợp là vi phạm hành lang an toàn giao thông. Thì trong thời gian gần đây thì đối với nhân dân là thực hiện rất nghiêm, không có hộ nào vi phạm lấn chiếm và hai nữa tái lấn chiếm. Thời điểm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch số 93A trên địa bàn xã Chính Nghĩa, một số hộ dân nảy sinh tâm lý trông chờ nghe ngóng quá trình thực hiện ở các địa phương khác. Xác định sự đồng thuận ủng hộ của người dân là yếu tố tiên quyết, Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh đó, việc giao trách nhiệm nâng cao vai trò của cấp cơ sở thôn cũng được Ủy ban nhân dân đặc biệt chú trọng. Đến nay, 100% số hộ vi phạm toàn xã đã tự giác tháo dỡ và không vi phạm mới. Chúng tôi gắn trách nhiệm cho thôn, cho đồng chí bí thư chi bộ, và đấy cũng là cái tiêu chí để đánh giá đối với thôn với chi bộ vào các kỳ cuối năm và các cái kỳ sinh hoạt. Thận trọng thực hiện từng bước đúng quy định, kiên trì trong tuyên truyền vận động và quyết định trong xử lý vi phạm. Đó chính là cách làm mà đã và đang được Chính Nghĩa áp dụng để đạt được kết quả cao trong thực hiện kế hoạch số 93A.